Hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi câu cá nữa nha. Chưa câu nữa mà thấy có cá ở đây một con cá rồi. Wow, gì dữ vậy ta? Trời ơi, cá chim không luôn. Quá trời nó nhảy rồi mọi người ơi. Cá chim một đống luôn. Trời ơi, tưởng đâu cá khác ăn cắp được cá chim mà ăn cắp gì. Hôm nay mình sẽ câu bằng mồi cát luôn mọi cô chú. Cái này nước đồng mà cả nhà ơi. Hôm bữa nước nó ngập cái này luôn nè. Hôm nay thì nước nó xuống thấp rồi, không có ngập nữa. Đây, mình đã chuẩn bị tép rồi. Đây, mẹ Hằng mua chùa lại cho Hằng nè. Wow, hôm nay thì bên đó nó trống lỏng mà cả nhà. Chuyến này câu giật đã luôn nè quý mọi cô chú. Đây, sửa. Đây, trống lỏng luôn, dựng hai mình dọn lên nè. Chuyến này là câu hết mắt róc rồi. Đó quý mọi cô chú ơi, bây giờ mình chuẩn bị mình câu thôi nha. Ở cái cây cần của mình đâu rồi ta? Đây. Sữa à? Sữa ơi, đi ra đây nè con. Ảnh đi tới đó ảnh sợ té rồi, ảnh không có đi nữa. Sữa ơi, bây giờ mình sẽ lấy cần mình móc mồi để mình câu thôi nha quý mọi cô chú ơi. Đây quý mọi cô chú ơi, bây giờ hàng ngày sẽ chuẩn bị hàng móc mồi tép để mình câu cá thôi nha. Hôm nay thì cái cần nó nhỏ hơn, cái lưỡi nó cũng nhỏ luôn. Cái lưỡi này là để dành câu cá rồng tông nè. Cái cây nhỏ nó dễ giật hơn, hôm bữa cái cây nó dài quá, khó giật lắm. Cái lưỡi nhỏ hơi khó móc tép rồi nha. Mình chơi nguyên một con luôn nha. Nguyên con bự không ta? Đây là quý một cô chú. Câu hai. Ghĩa mọi người, không biết là cái gì đây nha, hy vọng là dính cá bự nha. Đó là lúc sau lúc sau nó ghĩa dữ rồi, quá chần cá lòng tâm luôn. Một cô chú đây với một cô chú ơi, nó ghĩa nè. Đây, bỏ xuống là nó gị, bỏ xuống là nó gị à. Hết mọi gì đi luôn. Đó đó. Trời ơi, nó lúc phao mất tiêu cái phao luôn. Nó nằm gị cái phao mất tiêu luôn á cả nhà, nó đó đó. Dính. Đây con cá chim dính rồi nha cả nhà ơi. Đây. Cá chim. Đây quý một cô chú ơi. Một con đầu tiên nha. Tiếp tục cái nữa nha. Mới móc mồi nè quý một cô chú. Trời ơi thầy ơi. Hy vọng đừng phải cá chim nha, cá chim nhỏ quá ăn không được. Rồi tính giật rồi đó cả nhà. Công nhận Dương Hai không dọn cái bãi này câu đã thiệt luôn quý một cô chú. Trống lỏng luôn. Nó lòi lại đằng đó không. Đằng đó mình sợ giật mắt róc. Thích thiệt luôn. Nó nhử nó nhấp nhô quý một cô chú. Chìm phao đi, kéo kìa. Rồi nó kéo. Thôi, tiếp theo là em cá he nha, cá chim mình chưa dẹp nữa nè, giờ dính thêm con cá he nữa nè thằng ơi. À, cá he này nó bự hơn hôm bữa mình câu dính nha. À, dễ thương quá. À. Sữa nó hử kìa. Đó, quý một cô chú thấy hết chưa? Đây một em cá he nữa nha, để mình tháo mồi ra thôi nha. Ý, để thằng tháo con cá hai quý một cô chú, quá đã luôn, quá đã luôn, trúng mánh luôn. Ơi tiếp tục nha, mình mới đổi cái cần này nó im hơn nè quý một cô chú. Mở xuống rồi dính liền nha, cá này thì nó nhỏ hơn cá hồi nãy cá nhờ ơi, nhỏ hơn nha. Đây hồi nãy là nó chưa chìm phao, nó chỉ lôi thôi mà thằng giật lên dính á. Nãy vừa bỏ xuống nó lôi cái là giật
lên cái là dính liền luôn. Ở đây cá đồng tâm chắc nhiều lắm luôn á một cô chú. Hỏi xuống là mấy cá đồng tâm nó dĩa nữa. Ôi, rồi hết rồi. Đây với một cô chú ơi, thành quả của Hằng là dính được hai con cá chim với bốn con cá he nha. Thì rồi nãy giờ thì chắc là ngay cái ổ của nó nghỉ ăn nó về cả nhà hết dính nè. Còn cá đồng tâm nó dễ không với một cô chú ơi. À, nó dễ gì hoài luôn, chóng mặt luôn á. Vậy này thì tới giờ Hằng đi lên Hằng rước con Hằng rồi nên Hằng cũng xin phép dừng video tại đây với một cô chú.